Bây giờ là bản tin thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Mời quý vị quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, điều kiện nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng sẽ được điều chỉnh theo hướng giảm bớt các quy định khắt khe để đối tượng thụ hưởng dễ tiếp cận. Đây là ý kiến được đề cập nhiều tại hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và việc làm cho người lao động do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức. Theo báo cáo của Cục Việc làm, lao động có việc làm mới giảm mạnh nhất trong 10 năm qua, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm, 29.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Quý 1 năm 2020 đã có 35.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Đây là con số kỷ lục từ trước tới nay, hơn 75% số doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô lao động và gần 10% phải giảm tới một nửa quy mô lao động so với hiện nay. Hàng triệu lao động có nguy cơ mất việc trong thời gian tới. Tuy nhiên, đến nay chưa có hồ sơ doanh nghiệp nào đề nghị vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động được phê duyệt. Nguyên nhân là do các điều kiện để doanh nghiệp được vay vốn ưu đãi hiện quy định rất khắt khe. Hiện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang đề xuất sửa đổi khoản 2 điều 13 quyết định số 15. Cụ thể, đề xuất sửa tiêu chí doanh nghiệp được vay gồm đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc, thành doanh thu quý 1 năm 2020 giảm từ 20% trở lên so với quý 4 năm 2019 hoặc so với cùng kỳ năm 2019. Dự kiến những nội dung trên sẽ tiếp tục được đưa ra tại phiên họp thường kỳ chính phủ ngày 2 tháng 7 tới nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, đảm bảo gói hỗ trợ được thực hiện nhanh, thuận lợi, đồng thời đảm bảo đúng đối tượng, không để lạm dụng trục lợi. Trong tháng 7, hàng loạt chính sách mới sẽ được áp dụng và sau đây là một số chính sách đáng chú ý. Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, theo đó chính thức bỏ chế độ biên chế suốt đời đối với viên chức. Cụ thể, hợp đồng không xác định thời hạn hay thường gọi là chế độ biên chế suốt đời chỉ còn được áp dụng với 3 trường hợp. Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2020, cán bộ công chức chuyển thành viên chức, người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Theo luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, người có thẻ căn cước công dân đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thực hiện tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi thuận lợi, thay vì phải thực hiện ở nơi thường trú hoặc nơi tạm trú như hiện nay. Theo nghị quyết số 954, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020, mức giảm trừ gia cảnh quy định tại luật thuế thu nhập cá nhân được điều chỉnh. Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng một tháng, tương đương 132 triệu đồng một năm. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng một tháng. 6 tháng đầu năm, Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh đã chủ động bám sát các chỉ thị nghị quyết của Đảng, của cấp ủy các cấp, chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Nổi bật là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên được triển khai dưới nhiều hình thức và đem lại hiệu quả tích cực, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19, cán bộ hội viên cựu chiến binh tỉnh và các doanh nhân cựu chiến binh đã ủng hộ gần 1 tỷ 400 triệu đồng tiền mặt, 5.600 chai dung dịch và 10 máy phun dung dịch sát khuẩn, gần 25.000 khẩu trang y tế, có phần khống chế và đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. 6 tháng cuối năm, các cấp hội sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai các hoạt động thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp, công tác đền ơn đáp nghĩa, đẩy mạnh việc giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, đảm bảo vốn vay từ các tổ chức tín dụng, đúng mục đích, hiệu quả, giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống còn dưới 0,3%. Phân công nhiệm vụ cho đảng viên là việc quan trọng thường xuyên của các chi bộ. Phân công đúng năng lực, sở trường, phù hợp với thực tiễn, không chỉ giúp đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mà còn góp phần nâng cao uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Ghi nhận tại xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư. Để có được hơn 3.000 m² nhà lưới cùng nhiều cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, bà Hoàng Thị Cúc ở thôn Thanh Thượng, xã Ninh Hòa đã đầu tư hơn 40 triệu đồng để cải tạo vườn tạp. Trong suốt quá trình ấy, bà luôn nhận được sự đồng hành, tư vấn kỹ thuật của người đảng viên, đội trưởng đội sản xuất Phạm Thị Duyến. Cán bộ tư vấn là chúng tôi làm là thấy hiệu quả. Thế thứ nhất là mình mà đưa vào cái nhà kính này thì sâu không vào này, mà mình chăm bón nó dễ. Nói chung là phân bón vào nó không mưa trôi đi.
ánh nắng nó không bị cướp phân, đấy là cũng tốt. Nên là mô hình này tôi mới làm nhỏ, thì sau này tôi lại cứ nên dần. Gần 30 năm tuổi đảng, 7 năm làm đội trưởng sản xuất, điều mà đồng chí Duyến luôn trăn trở đó là làm thế nào để người dân thay đổi tư duy, phương thức sản xuất, tiệm cận dần với nền nông nghiệp hiện đại. Đây cũng là nhiệm vụ mà chi bộ thôn Thanh Thượng tin tưởng giao cho đồng chí nhiều năm qua. Trước mắt là mình cũng phải có cái sự đi đầu trong cái công tác cây trồng cho bà con và tất cả các loại, ví dụ như là chăn nuôi về lợn gà là chúng tôi cũng có truyền giao để cho bà con biết được về cái chăm bón cho các loại cây. Là đảng bộ có số lượng đảng viên đông, để việc phân công nhiệm vụ không rơi vào hình thức hay chiếu lệ, Đảng ủy xã Ninh Hòa chỉ đạo hướng dẫn cấp ủy các chi bộ tăng cường giúp đỡ, kiểm tra, giám sát việc phân công đảng viên phụ trách nhóm hộ. Đó cũng là cách làm sáng tạo để không chỉ giúp đảng viên giữ mối quan hệ mật thiết với quần chúng, mà qua đó còn tuyên truyền vận động người dân đồng thuận và thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương. Dân ở đây là gốc, chúng tôi xác định là như vậy. Vì thế mà để cho dân tin, dân mến thì chúng tôi phải thường xuyên là nhóm họp những cái đồng chí phụ trách từng 6 người, 6, 7 hộ đó để chúng tôi kiểm điểm, kiểm tra những cái việc nào tốt, việc nào không tốt thì chúng tôi phải kiểm điểm và rút kinh nghiệm làm cho tốt hơn. Sự gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy viên cũng tạo sự thuyết phục, lôi cuốn quần chúng cùng thi đua thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là bí quyết để 10 năm qua, đồng chí Tống Văn Án luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ phó bí thư chi bộ, trưởng thôn Ngô Thượng. Trong thôn này thì các cái trang trại là nó cũng nhiều, vậy nên là chúng tôi cũng thường xuyên là sâu sát đi xuống kiểm tra các điều kiện, ví dụ như là đôn đốc về cái vệ sinh môi trường, rồi là trong cái điều kiện là bà con làm ăn có những gì khó khăn để vệ sinh môi trường hoặc là khử trùng tiêu độc, thì chúng tôi vẫn có cái đề nghị thú y cung cấp cho các cái trang trại để làm sao mà các cái điều kiện là con giống, con vật nó không bị bệnh tật, thì để từ đấy là nó mới phát triển nhanh lên được. Đảng mạnh là do chi bộ mạnh là do các đảng viên đều tốt. Do đó, nếu việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng người, rõ việc thì sẽ phát huy được trí tuệ, huy động được nguồn lực, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. Mới đây, Bộ Công Thương một lần nữa khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc cần tuân thủ nghiêm các quy định của Trung Quốc về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm nghiệm, kiểm dịch, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc. Bộ Công Thương cũng khuyến cáo các đơn vị doanh nghiệp thương nhân trong nước cần tích cực theo dõi nắm bắt thông tin về thị trường, đưa hàng lên các cửa khẩu biên giới nhằm góp phần giảm thiểu rủi ro và thời gian thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu. Trước đó, nhằm tăng cường xuất khẩu các mặt hàng nông sản sang thị trường Trung Quốc, Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều chương trình giao thương trực tuyến với tỉnh Quảng Tây, Vân Nam, Sơn Đông. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông sản vẫn giảm mạnh. Trong đó, xuất khẩu rau quả giảm 29%, hạt điều 30%, cao su giảm 28%. Chăn nuôi an toàn sinh học là tổng hợp các biện pháp nhằm bảo vệ đàn vật nuôi khỏi các yếu tố mầm bệnh tác động từ môi trường bên ngoài, giúp đàn vật nuôi khỏe mạnh, đạt năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Chăn nuôi an toàn sinh học đang là một xu hướng tất yếu mà bà con chăn nuôi ở khắp các địa phương đang áp dụng. Chi phí để đầu tư cho một mô hình chăn nuôi an toàn sinh học không cao hơn nhiều so với đầu tư mô hình chăn nuôi truyền thống. Điểm khác biệt là ở nhận thức, cách làm của những người chăn nuôi để tạo ra thực phẩm an toàn, góp phần bảo vệ môi trường. Hiện nay trên địa bàn tỉnh, số mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học đã chiếm khoảng 70% tổng đàn gia súc gia cầm. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả mô hình, bà con chăn nuôi cần phải chú ý thực hiện đúng các nguyên tắc, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng như hiện nay. Những kỹ thuật để chăn nuôi an toàn sinh học đạt hiệu quả cao sẽ được giới thiệu chi tiết trong chương trình Bạn Nhà Nông phát sóng 21 giờ 10 phút tối nay, ngày 30 tháng 6 năm 2020. Huyện Kim Sơn vừa tổ chức đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu và tổng kết 5 năm thực hiện quyết định 281 ngày 20 tháng 2 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, tổng họ, cộng đồng đến năm 2020.
Kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Kim Sơn, việc triển khai thực hiện các mô hình học tập trong 5 năm qua đã đem lại hiệu quả thiết thực. Công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp. Hàng chục nghìn lượt người ở mọi lứa tuổi được học tập trên các lĩnh vực, áp dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày để phát triển kinh tế xã hội, tăng cường khối đoàn kết lương giáo tại địa phương. Đến nay, toàn huyện đã có trên 26.400 gia đình đạt tỷ lệ 74%, 375 dòng họ đạt tỷ lệ 86,4%, 100% xóm, phố, cơ quan, đơn vị và cộng đồng cấp xã đều đạt danh hiệu học tập. Chi cục Dân số Kế hóa Gia đình tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn vừa tổ chức tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh cho nhân dân trên địa bàn xã Gia Vân. Theo thống kê, năm 2019, tỷ số giới tính khi sinh tại tỉnh Ninh Bình là 114,42 bé trai trên 100 bé gái. Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu đã được nghe về nguyên nhân hậu quả mất cân bằng giới tính khi sinh đối với gia đình và xã hội, các biện pháp cần thực hiện để giảm thiểu tình trạng này, trong đó phát huy vai trò của cộng tác viên dân số thôn xóm, tích cực bám sát địa bàn, sâu sát đối tượng trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt với gia đình sinh con một bề để tuyên truyền vận động kịp thời. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về việc không lựa chọn giới tính thai nhi, để việc sinh con theo quy luật tự nhiên, thực hiện quyền bình đẳng giới, bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ, giảm tình trạng buôn bán trẻ em gái, phụ nữ. Ban chỉ đạo phòng chống ma túy huyện Hoa Lư phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Trường Yên vừa tổ chức lớp cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Trong vòng 6 tháng, 12 người nghiện ma túy trên địa bàn xã Trường Yên sẽ được cán bộ y tế cơ sở hỗ trợ lập phác đồ cắt cơn trong 7 ngày bằng các loại thuốc như an thần, giảm đau, gây ngủ, thuốc bổ. Thời gian còn lại sẽ cử cán bộ hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn người nghiện giải tỏa căng thẳng, cân bằng tâm lý, gạt bỏ tự ti, mặc cảm để có tinh thần thoải mái, tham gia rèn luyện, thể dục thể thao tại hộ gia đình. Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp người nghiện thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình điều trị, cai nghiện để sớm từ bỏ được ma túy, phục hồi sức khỏe, tích cực tham gia lao động, hòa nhập cộng đồng. Theo dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi, đáng chú ý, bằng lái xe máy thông dụng nhất hạng A1 đã được dự thảo thay đổi và ảnh hưởng đáng kể. Cụ thể, đối với xe hai bánh, bằng lái xe được chia làm 3 hạng, bao gồm hạng A0 dành cho xe có dung tích xi lanh dưới 50cc, hạng A1 trước đây được quy định điều khiển xe có dung tích xi lanh từ trên 50cc đến dưới 175cc, thì nay theo dự thảo sẽ chỉ được điều khiển xe có dung tích xi lanh đến 125cc. Cuối cùng là hạng A sẽ được cấp phép điều khiển cho xe có dung tích trên 125cc. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt.